Thì trong khi về phòng thì Pháp Hòa mới nhớ một bài kinh liên quan đến vấn đề bệnh. Và hôm nay mình nói chuyện này ha. Thì có một hôm á, Đức Phật đi ngang một cái phòng bệnh với Ngài A Nan. Thì nhìn vô thì thấy có một thầy đi không có vững và té ở trên cái vũng nước tiểu, cũng như té xuống cái bồ, cái bô đó, thì nước tiểu phân nhơ nó đổ ra, thì thầy cũng nằm ở trên đó và không có một người nào chăm sóc. Thì Đức Phật bước vô thì Đức Phật mới hỏi: ủa, thầy bị bệnh mà không có ai chăm sóc thầy sao? Thì vị thầy mới đây: bạch Đức Thế Tôn, tại vì thường ngày con sống con không có giúp đỡ cho ai, thành thử giờ con bệnh cũng chẳng ai giúp lại con. Thì Đức Phật mới thấy thầy này bệnh hoạn mà mấy ngày nay hôi hám, rồi đã vậy mà còn té trong cái vũng nước tiểu như vậy nữa. Cho nên Đức Phật mới nói là Ngài A Nan và các thầy khác mỗi người đi bưng nước, đi lấy khăn, lấy xà phòng vân vân vô, thì tự thân Đức Phật đi tắm rửa chùi lao cho cái vị thầy đệ tử đó. Và sau khi cái công việc này xong rồi thì Đức Phật chiều hôm đó Đức Phật mới gọi các thầy tới. Đức Phật hỏi rằng: các thầy có hay ở trong cái dãy phòng của quý thầy đó có một thầy bị bệnh không? Thì các thầy đã dặn với Đức Thế Tôn: chúng con biết. Và Đức Phật mới hỏi: vậy thì các thầy có ai chia phiên chăm sóc không? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, không. Hỏi: phải tại sao vậy? Nói: dạ tại vì thường ngày thầy này sống thầy cũng chẳng giúp gì cho ai. Đức Phật mới nói: các thầy đi tu đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ những người thân đó, rời họ, mà họ là những người giúp cho các thầy đó khi bệnh hoạn, bây giờ các thầy rời họ hết rồi. Các thầy vô trong này, các thầy sống phải hòa hợp như sữa với nước. Sự hòa hợp như sữa với nước. Vậy mà bây giờ các thầy không thương nhau, không chăm sóc cho nhau, thì thử hỏi ai sẽ vào đây làm việc này? Thì Đức Phật mới nói: nếu ai sẵn sàng chăm sóc cho tôi thì người đó hãy chăm sóc cho một người bệnh. Quý vị nghe kịp bài kinh không? Nếu ai sẵn sàng chăm sóc cho Đức Phật thì người đó hãy sẵn sàng chăm sóc cho một người bệnh. Các thầy hổ thẹn và sám hối và vâng lời Phật dạy, sau này chăm sóc cho người bệnh. Thưa đại chúng, ở trong luật á, ở trong luật giới của các thầy, nó có một cái tội gọi là ác thuyết và một cái tội gọi là ác tác. Ác thuyết là như thế nào? Nếu như mình nói những lời nào sốc não người khác, làm khổ người khác bằng những lời nói của mình, những chuyện, những lời nói như vậy liệt kê vào ác thuyết. Thuyết là nói đó, tức là nói những lời ác. Ví dụ thôi, ví dụ mình giận một thầy đó quá, mình mới nói: thầy tu cái gì? Thầy tu hú á, thầy ra đường nó thế nào xe cũng tìm tới thầy. Tức là mình nói những lời cho người ta đau khổ, mình rủa xả, mình mắng mỏ người ta. Cái đó, tất cả những hành, những lời nói như vậy liệt kê vào trong một nhóm giới gọi là ác thuyết. Những hành động nào gây sốc não đau khổ cho người khác, những lời, những hành động đó gọi là ác tác. Chữ tác là làm. Chữ ác là gì? Là thiếu lòng từ bi. Nói những lời nói thiếu suy nghĩ, thiếu từ bi thì gọi là ác. Làm những điều thiếu suy nghĩ, thiếu từ bi gọi là ác. Chữ ác á, nó đa dạng lắm. Không có nghĩa là khi nào mình cầm dao mình giết người với chữ ác. Một lời nói, một hành động do giận tức, thiếu sự bình tĩnh, làm cho người khác sốc não, đau khổ ngày này qua tháng kia đều gọi là ác tác. Cho nên nếu một hành động đó như vậy gọi là ác tác, một lời nói như thế gọi là ác thuyết.
Và Đức Phật nói nếu chúng ta không để tâm chăm sóc một người bệnh thuộc về ác. Ác gì? Ác tá. Một người ta bệnh mình không giúp, mà mình lại sẵn sàng phụng sự cho Như Lai, phụng dưỡng cho Đức Phật, thì công đức, công đức của một người chăm sóc một người bệnh là gì? Ngang bằng với một người chăm sóc một Đức Phật. Nếu mình chăm sóc Đức Phật được thì mình phải chăm sóc một người bệnh được. Cho nên nghe cái bài kinh này rồi mình tự quán chiếu nha. Nếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta không hề quan tâm đến ai, thì làm sao lúc mình bệnh có ai quan tâm đến mình? Cái sự thật là như vậy. Tuy nhiên mặc dù Đức Phật dạy không cần biết người đó có làm hay không làm cho mình, nhưng mà bổn phận của chúng ta là thấy người bệnh phải chăm sóc. Nhưng ngược lại, khi chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta phải phát tâm làm những gì để người khác cảm nhận được cái tình thương, để rồi chúng ta mai mốt lỡ đường chúng ta bệnh hoạn, chúng ta có người giúp. Cái đó là cái chuyện bình thường. Thưa đại chúng, đạo Phật không phải là đạo giáo nói những điều phiêu bồng khó hiểu, mà đạo Phật là gì? Là dạy cho chúng ta cái cách sống ở trong cuộc đời này. Nếu chúng ta sống trong đời này có cái đạo, có cái đức, thì chúng ta trọn vẹn đạo Phật. Mình nói tôi đạo Phật, có cái đạo mà thiếu cái đức. Cái đức là gì? Tức là cái tấm lòng chan rãi tới người khác. Cho nên ví dụ như quý vị nghe ai đó mất, đâu có cần quen mới đi. Nếu có thời giờ biết ai đó trong ban hộ niệm, đi hộ niệm cho người ta. Đi đi, đừng có nói thôi không quen không đi. Thưa đại chúng, theo truyền thống Việt Nam ta, đám cưới thì mời và đám tang thì không có mời. Có phải không? Đâu có ai phone tới mời đám tang đâu, bất quá là báo tang thôi. Chứ còn đám cưới á, mình ngại ngùng, ta không mời mình không tới. Nhưng mà đám tang ai mời? Mình tự biết mình phải đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghĩa tử là nghĩa tận. Mình đâu có cần biết cái người đó quen với mình không, nhưng mà mình đi hộ niệm để làm gì? Để gieo cái công đức. Biết chắc lúc mình mất có ông thầy mà mình thường tới lui ở chùa đó lo cho mình không. Mặc dù có thể mình tới cái chùa đó mình lo mấy chục năm trời, nhưng mà cái duyên phước của mình không đủ ở cái phần đó. Tới cái ngày mình 100 tuổi không có ai hộ niệm. Thật sự ra đi hay không là tự mình, nhưng mà có người ta hộ niệm thì sao? Nó thêm cái lực ấm cúng. Theo quan điểm của người của Á Đông của mình là đám tang mà không có gì hết lạnh lắm, phải có thầy hay là có ban hộ niệm, phải tổ chức một cái tang lễ đại khái, dù không có rườm rà nhưng mà cũng phải có, để gọi là ấm cúng trang nghiêm. Thì cũng như vậy, tại sao cái thầy đó bệnh mà không ai chăm sóc? Bởi vì thường ngày thầy không hề chăm sóc giúp đỡ cho ai. Cho nên khi thầy bệnh, chính thầy cũng tự biết, hỏi tại sao thầy không được chăm sóc. Nên giờ tại ngày thường con không giúp ai hết. Cho nên mình không có chịu, mình làm thì ít mà muốn ăn nhiều. Cho nên thưa đại chúng, cái qua một cái câu chuyện nhỏ đó thôi cũng để cho chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy. Thưa đại chúng, tu rồi đó nha, tu rồi đó, làm người tu hết rồi đó, vậy mà còn ích kỷ vậy đó, thì huống chi người đời ở ngoài đó. Quý vị thấy không? Đi tu đi xuất gia rồi đó, ông cũng giúp tôi á, đừng hòng bữa khác ông bệnh kêu tôi cạo gió nè. Thật sự ra đó, những cái chuyện như vậy đó nó cũng là thường. Tại vì sao? Tại vì thủy chung các thầy cũng còn là một con người, mà còn con người là còn gì trong đó? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cái thứ đó thì gọi là gì? Thất tình. Thất bảy cái thứ tình cảm mỗi ngày mà nó chi phối con người chúng ta đây. Thí dụ như trời ơi thầy tới là mừng,
cái vừa chắp tay chào thầy mà thầy không thấy giận. Cho nên mừng giận sát bên. Rồi cái lát nữa cái muốn gặp thầy chút, cái ban tổ chức ta không cho cái gì, buồn. Phone qua chùa mà kiếm thầy mà lỡ người ta trả lời, ta nói thầy đi vắng rồi, cái mình tưởng người ta cấm cho mình nói chuyện cái giận. Thưa đại chúng quý vị kiểm, không có ngày nào mà chúng ta không sống và chi phối bởi bảy cái thứ này: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Kiểm đi. Nói cái chuyện lên tụng kinh, tôi muốn tụng kinh Đại Chú Đại Bi. Trời, chuẩn bị hết trơn rồi nghe. Vừa chắp tay lên, ông bắt Đại Bi, ông bắt Tiểu Bi. Ông không bắt Chú Đại Bi mà ông bắt Thím Đại Bi. Dưới này tụng kinh dưới này thiếu quá, tụng không có Chú Đại Bi là thiếu. Là đó là nó bị, mình bị chi phối. Đại Bi không Đại Bi, có thời kinh là được rồi. Mình phải nhẹ nhàng đó, không phải có Đại Bi nó mới linh, mà có Đại Bi không linh, có Đại Bi mới linh, không có Đại Bi không linh, vân vân. Cho nên hễ còn con người là còn tham, còn sân, còn si, dù là người tu cũng vậy thôi. Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Để nhận mấy cái đó. Phải không? Thành thử ra quý vị nhớ là ha, mấy thầy dành con mèo với nhau đó. Rồi bị Nga ngày năm tuyền quở đó, các ông đi tu. Vợ con không có, chó mèo cũng không, mà giờ dành con mèo là dành cái gì? Ở ngoài đời nó ôm mèo đã đời rồi. Mấy thầy tu cũng đòi ôm mèo nữa ha. Cho nên những cái chuyện như vậy đó, để cho chúng ta xác định một điều là xuất gia hay tại gia cũng đều là những người còn là người phàm, người thường, nhưng mà bất quá là trên con đường chuyển hóa. Cho nên chúng ta là người tu, tu sĩ không phải dành riêng cho các thầy. Chữ tu sĩ là danh từ chung cho tất cả chúng ta, ai cũng là tu sĩ đó. Sĩ là người, người đang trên đường chuyển hóa tu tập. Tu đâu có gì ghê gớm đâu, tu là chuyển hóa. Bây giờ các thầy chưa nhận ra cái đó, các thầy sống theo thường tình: giúp tôi giúp lại, không giúp tôi không giúp lại. Đó là thường tình. Nhưng mà Đức Phật là người thầy, người thầy phải có bổn phận làm gì? Khai hóa cho đệ tử. Cho nên mình sống ở trong đời, nếu được một người nào khai hóa cho mình, đó là hạnh phúc. Khi mà mình còn sống, còn đầy dẫy những cái thế thường. Ví dụ như mình nói, tôi làm cực khổ tôi cũng cho ai hết á, cho hết lấy gì ăn. Nói vậy đó, cho hết lấy gì ăn. Thì có người kia họ nhắc là: Thành ơi, ăn hết lấy gì cho. Cũng có lý ha. Mình cho hết lấy gì ăn, nhưng mà người ta cũng có thể đặt lại: cho ăn hết lấy gì cho. Phải không? Còn có, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như gió thoảng mây trôi, lợi danh như chốn mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn có gặp mình có thì mình hãy cứ cho, lỡ mai này không có để cho nhau. Bây giờ còn gặp nhau nói được câu mô Phật chào chị, sao không cho nhau cái đó? Mà lỡ mai mốt mình bệnh hay người đó bệnh, thí dụ lỡ người đó già lãng tai, mình có chào trăm tiếng cũng chẳng nghe. Hay là lỡ mình bị một cơn đột biến, đột quỵ, tai biến nó tới, miệng mồm mình ngọng nghịu nó không được. Một lời chào lúc đó nói cũng được, một câu mô Phật nói cũng không rồi. Thì tại sao trong lúc chúng ta còn khỏe chúng ta không làm điều đó? Cho nên á, khi mình đi thăm một người bệnh á, nó có một cái bài kệ đi thăm bệnh. Đây là bài kệ đi thăm bệnh: nếu gặp người bệnh, cầu cho chúng sanh hiểu thân bất tịnh, lìa sự tranh chấp. Con người mình thích tranh và chấp lắm. Chấp là dính, tranh là giành. Mình phải giành phần mình, bất cứ một hình thức nào, bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ gì, cái mình phải đúng cái đăng rồi tính gì tính. Nhiều khi mình hơn ta có 1 cent mà mình cũng khoái lắm. Ví dụ như chị kia về khoe, nói chị biết không, bữa nay tôi đi mua bó cải, trời ơi nó rẻ ghê, 1 đồng. Trời ơi, 1 đồng ăn thua gì, tôi mua đằng kia có 98 cent. Trời ơi, 2 cent à. Vậy mình tức muốn chết luôn.
Bữa khác ra tiệm, bà bán mắc nha bà. Bữa đó bà bán tôi tới đồng, đằng kia có bán 98 xe nè. Quý vị thấy không? Thật sự không có tội lỗi gì hết á, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mình tu để làm gì? Thấy mấy cái đó, thấy là trời ơi, mình bình thường nghe cầm 50 đồng bố thí ngọt ngào, nhưng mà không có thể cho ai hơn mình dù chỉ một xe. Mình thà là đóng một cái vai được người ta gọi là đại thí chủ bố thí, nhưng không thể nào chấp nhận khi mình thua thiệt cho một cái gì đó, dù chỉ là một cái món hàng, chỉ có hàng hơn thua, lỗ lát chỉ có 2 xăng. Tu là vậy, tức là thấy rõ như vậy. Cho nên cái vị kia, cái vị thầy đó cũng tự biết, dạ bình thường con không giúp ai, cho nên giờ con bệnh con không dám nhờ ai. Thấy không? Rõ ràng như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà Phật là người thầy thì không thể để cái tình trạng nó xảy ra như vậy được. Cho nên Phật gọi lại, Phật nói: quý vị biết ở trong chùa Pháp Hòa có gần chục chú tiểu. Thì hồi nhỏ mấy chú sống chia phiên ra, hễ chú này mà chịu trách nhiệm rửa chén á, thì chú khác phải lo quét nhà. Thì có bữa nọ có một chú đi học về xin phép là con mệt, con không ăn cơm, nhưng mà tuần đó là tới phiên chú ra rửa chén. Đi vô chiều chú ra rửa chén, chú nói dạ bữa nay con đâu có ăn đâu rửa. Phó Hòa không nói gì hết. Chiều chú nghỉ ngơi, học bài học vở rồi xong hết rồi, Phó Hòa gọi lại. Phó Hòa nói: cái nhà vệ sinh ở bên Nam á, cái nhà vệ sinh public ở bên Nam á, mỗi tuần ai lao vậy con? Nói dạ cái chú Phật tử đó, chủ nhật nào chú cũng vô lao. Rồi cái nhà vệ sinh bên nữ ai lao con? Nói dạ cũng chú luôn. Ủa mà chú có ở đây chú xài nhà vệ sinh đó không con? Nói dạ không. Thì Pháp Hòa mới nói: ủa mà chú không xài mà tại sao chú vô đây chú chui? Thì Pháp Hòa mới nói: con đâu có nhất thiết là con phải ăn con mới rửa. Nếu con ăn mà con rửa là chuyện bình thường, còn con không ăn mà con dẫn con ra con rửa chén mới là dễ thương. Bây giờ con muốn làm người dễ thương hay sao một con người thường? Con người dễ thương là vậy đó. Đi tới chùa không phải đôi dép của con đá, còn đôi dép của con kẹp nách, con sợ mất. Sống vậy bình thường lắm. Của mình hay không của mình vẫn trân quý giống vậy. Mà xin lỗi đại chúng là nếu mà cái của mà của chung á, mình càng phải giữ gìn nó còn hơn là của riêng nữa. Tại vì sao? Vì của chung là của tất cả mọi người. Ví dụ mình tới chùa, mình dùng đôi dép hay là mình xài nồi chảo gì của chùa, xong mình phải cất lên đàng hoàng, chứ đâu phải mình bỏ phế như vậy. Nói ôi của chung mà không tôi dọn của người khác dọn, ai cũng nghĩ như mình thì rốt cuộc ông thầy trụ trì dọn chứ ai. Phải không? Thành thử ra mình sống mà không phải của mình mà mình càng giữ nó mới dễ thương. Cho nên đó, Ngài Trần Nhân Tông đó, Ngài mới nói đó, cái lỗi của một trong những cái nghiệp bình thường của con người mình đó, là ông bà cha mẹ mà chết đó, mình khóc sưng mắt, người dưng khóc ngó lơ, thậm chí còn phát một câu chết vừa. Vì sao? Tức quá, giận quá. Cho nên á, Đức Phật dạy các thầy, các thầy là những người đã lìa hết gia đình rồi. Thí dụ các thầy ở nhà thì có cha mẹ chăm sóc, bây giờ các thầy rời những người đó rồi thì vô đây nương ai? Nương chùa, nương tăng thân, nương mọi người. Cho nên mình sống mình phục vụ cho chùa, chết thì chùa lo cho mình, bệnh hoạn trong chùa lo. Đó là cái chuyện nó đương nhiên như vậy. Mà nếu mình sống mà mình không quan tâm đến ai hết thì mai mốt làm gì, cái mình không có tích lũy cái đó. Cho nên á, một trong cái mà Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là mình nghe bệnh cũng vậy, đừng có đợi là quen mới đi thăm. Nghe thầy đi thăm bệnh mà mình có phương tiện thời gian mình đi thăm, đi thăm bệnh để gieo chút phước, mà đồng thời vô trong đó mình gửi cho người ta lời cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Nếu gặp người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân không tịnh,
Nếu mà biết thân nó bất tịnh đó, lìa sự tranh chấp. Khi mà chúng ta biết rằng cuộc đời này ngắn ngủi lắm, sống nay chết mai. Đó quý vị thấy không, cách đây mấy ngày, hôm khuya chủ nhật tuần rồi đó, ở một cái hộp đêm, chỉ trong một cái tích tắc vậy thôi, 50 người chết như bình thường. Đó, cho nên cái cuộc sống của chúng ta bây giờ chúng ta sống không biết chỗ nào nó an nữa. Và Phật gọi là sao? Cõi đời này là cõi bất an. Mà hễ chỗ nào con người còn tham sân si là chỗ đó có hận thù tranh chấp. Mà nếu chúng ta sống mà chúng ta là người tu mà chúng ta còn nuôi dưỡng cái tâm niệm đó nữa thì chúng ta biết rằng chúng ta dở. Cho nên mình là đệ tử của Phật. Đệ tử Phật là sao? Hai nghĩa. Nghĩa cạn là đệ tử, tức là student, học trò của Phật. Còn nghĩa sâu là gì? Người có chủng tử khả năng thành Phật. Bây giờ không thành Phật lớn, thành Phật con, Phật nhỏ nhỏ, thành Phật trong từng tâm niệm của mình. Đừng có đợi thành một ông Phật thật to, bây giờ hãy thành Phật trong từng tâm niệm của mình đi. Thí dụ như mình nói, cái người kia vô nói, bác cho con xin chén cơm. Cho ai vậy? Cho cái chú đó nhỏ ra. Ôi cầm nó thấy ghét lắm. Bữa hôm nhờ đi chở chút không chở. Đó, thì cái tâm niệm nó vừa khởi lên thôi, độ nó liền. Tâm niệm đó không được. Bây giờ mình có bực cái ông đó là chuyện của mình, nhưng mà mình làm vậy người Phật tử khác ta thấy, ta thấy cái thiếu, cái vụng tu của mình, cái dở của mình. Rồi sao mình mai mốt mình khuyên mấy đứa nhỏ, thôi con ơi bỏ qua đi. Nó nói bữa đó con nhớ bác đâu có bỏ qua. Làm sao độ đây? Đó, cho nên nhiều khi mình ở nhà, thưa đại chúng, mình thành Phật thành trong từng tâm niệm. Đợi khoan đã, đợi thành Phật phóng hào quang, ngồi trên bông sen. Giờ ngồi bông súng được không? Ngồi bông súng mà được rồi thì bông sen có khả gì? Bây giờ thưa đại chúng, thành Phật là thành ở đâu? Thành từng tâm niệm của mình. Hễ cái sân hay cái dở nó khởi lên, biết nó, giảm nó xuống tốc độ một chút thôi. Đó, bây giờ đại chúng lái xe thử coi, chỉ cần biết á, mình đang quá tốc độ như hạ xuống thôi, thấy không, là ít khi nào bị ăn tức kịch. Có nhiều khi cảnh sát mà họ đang rượt theo mình, mà họ thấy mình có vẻ giảm tốc độ, họ đi ngang, họ điểm điểm mình thôi nha. You better watch out. Đỡ lắm. Rồi bây giờ á, Đức Phật dạy trong kinh này, bây giờ mình chăm sóc người bệnh là một chuyện rồi. Bây giờ nếu mình là một người bệnh, muốn được người ta chăm sóc, mình cũng phải chỉnh đốn số tật của mình cho người ta dễ chịu, người ta chăm sóc. Đừng nghĩ mình bệnh tật rồi, mình muốn làm gì mình làm nha. Rồi thương Phật lắm, Phật dạy kỹ lắm. Này, năm điều Phật dạy đối với người bệnh. Nếu mà là một người bệnh thì mình phải hợp tác, không làm những việc không cần thiết phải làm. Nếu một người, nếu ngược lại là người khó chăm sóc. Ví dụ ha, ví dụ như bác sĩ nói á, mới mổ đừng có ngồi dậy đi tới đi lui, nó đứt chỉ. Chứ mình nói thôi, hồi nào giờ tôi muốn phiền ai hết, đứng dậy đứt hết mấy chỉ. Mà không phải chỉ vàng, chỉ may. Đó thì mình là một cái người bệnh, mình phải làm những việc gì cần làm và đừng làm những việc không cần mình làm, để khỏi mình sợ làm phiền ta mà rốt cuộc thì sao, phiền hơn nữa. Có phải không? Rất thực tế. Mình là người bệnh mà mình phải nghe lời. Có cái ông đó, ông mới mổ đường ruột. Ông mới mổ đường ruột á thì bác sĩ đâu có cho ăn. Vậy mà ông lén, ông đi bộ sao, ông vô đi ngang nhà bếp của cái bệnh viện, ông vô ông lén ăn. Ăn nó trương, nó sình sao đó, cái ông đi thưa bệnh viện. Nói tại bệnh viện nấu ngon quá, ông chịu nổi. Quý vị nghe những cái chuyện rất là vô lý phải không? Nhưng mà thật sự là tại cái xứ này á, chỉ cần đi thưa là sẽ có chuyện. Ai bày ra chuyện? Chỉ cần dù mình lỗi mà mình chịu thương cái rồi là thôi, thế nào cũng có chuyện để thừa. Ở cái xứ này nó vậy đó. Cho nên Phật dạy đó, cái người mà khó chăm sóc đó là người không chịu làm những cái việc mà mình đừng có làm, cần phải làm. Mà muốn cho mình thành một cái người dễ chăm sóc thì nên làm những việc gì một bệnh nhân nên làm. Điều thứ hai,
Nếu người đó không biết sự vừa phải trong công việc cần làm để chữa bệnh thì thiệt sự khó chăm sóc, đúng không? Thí dụ như bây giờ cái người bệnh á, họ có thể họ đi được 5-7 bước thôi, mà cái chân họ chân đi đỡ họ 5-7 bước, họ không chịu, họ đòi đi hơn, họ đi hơn cái họ bệnh tái phát, khó chăm sóc. Cho nên nếu mình là một người bệnh được người chăm sóc thì hãy nhớ là nên làm những việc gì mình có thể làm, và nên biết sự vừa phải mình làm để mình có thể chữa bệnh. Giống như mình ăn uống vậy đó, ăn cũng vừa chừng thôi. Ở xứ Mỹ với Canada đó, cái người mới mổ bệnh ta đâu có cho ăn, mà nếu cho ăn là ăn gì? Ăn jello, ăn thạch, thiệt là mịn. Tại sao cái loại đó nó giảm, nó ăn nó không có phải nhai gì hết, nó không có, nó làm nó có cái chất ở trong bụng vậy thôi, nhưng mà không có phải nhai thì nó đỡ cho người bệnh thôi, vân vân. Thứ ba là cái người bệnh á khó chăm sóc là nếu họ là người không quen dùng những thuốc mà người ta đưa cho họ. Nếu họ không quen thì họ làm gì? Họ từ chối, chẳng hạn như đưa thuốc mà đắng quá họ không chịu, cay quá thế nào đó họ không chịu uống. Mà họ không chịu uống thì làm sao hết bệnh? Mà người mà không hợp tác chịu uống thuốc thì làm sao mà chữa bệnh? Cho nên một người bệnh mà không có chịu quen cũng khó lắm, phải tập làm quen với thuốc. Cái thứ tư là gì? Người bệnh không có nói rõ cho người ta biết cái bệnh của mình hay là cái triệu chứng bệnh của mình nó giảm hay nó tăng thì người ta cũng không biết đường đâu mà người ta giúp đỡ cho mình. Sự thật không? Bây giờ thí dụ như ta hỏi là lúc này anh sao, anh phải nói thiệt. Mình cứ sợ nói thiệt cho người ta biết cái bệnh, khổ ghê vậy đó. Không có nói bệnh thì sao người ta biết ta trị, chứ mình phải nói thiệt cái bệnh. Rồi thí dụ mình uống thuốc có giảm không, phải nói cho người ta biết. Hay là nó không giảm mình phải nói người ta biết. Bác sĩ nào, có nhiều bác sĩ hỏi đỡ không? Dạ dạ đỡ. Ta tưởng là mình đỡ thiệt, ta cứ cho uống cuối cùng dạ cũng đỡ, mà hai người đỡ hai bên. Cuối cùng cái tệ, cái bệnh nó tệ hơn. Thay vì tự đi hay một người đỡ, mà giờ dạ đỡ lắm, đỡ 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 đó. Dạ đỡ đỡ. Hai người đỡ hai bên. Cái thứ năm, một cái người mà bệnh mà khó mình có thể làm được là họ không chịu được những cái đau đớn của bệnh, khó chăm sóc lắm. Cho nên mình là một cái người bệnh thôi là phải, mình phải làm sao? Phải chấp nhận mình bệnh dù có đau. Không chịu đau thì làm gì? Rên rỉ. Hồi đó Pháp Hòa có một chú tiểu, Pháp Hòa dẫn chú đi thử máu. Ở bên Canada là cứ 6 tháng hay năm đi thử máu một lần. Dẫn ổng lên đi vô thử máu. Rồi mỗi năm đến cái mùa đông là chích ngừa đó. Trời ơi, ổng thấy cây kim thôi là mặt mà ổng xanh, mà ổng dĩ dụ ổng khóc. Cái Pháp Hòa năn nỉ hoài không được cả buổi trời. Cái Pháp Hòa tức hỏi giờ muốn chết hay muốn sống? Cái chú nói dạ muốn chết. Thà chết chứ không chịu đau. Bây giờ lớn rồi, mười mấy tuổi mà nhắc lại cái chuyện đó là vẫn còn nhớ nó. Hồi nhỏ con 6-7 tuổi thầy dẫn con đi mà con khóc ré mà không, nhất định không là không. Và có nhiều người, ví dụ như giờ mình bệnh, bác sĩ cần khám, thì cái chuyện bác sĩ họ cần khám là cái chuyện bắt buộc phải khám, chứ mắc gì chạy. Rồi mình không cho người ta khám thì đời nào mình biết được cái bệnh của mình, mà về bắt đầu rên. Cho nên quý vị thấy cái trường hợp đó là 5 trường hợp người bệnh không hợp tác thì mình khó chăm sóc. Mà nếu mình là một người bệnh thì mình hãy nên dễ dàng ngược lại với 5 điều hồi nãy Pháp Hòa nói đó, để cho chúng ta có thể được trị bệnh, được chăm sóc. Bây giờ đừng nói chỉ chăm sóc người bệnh nghe. Một đứa con nít mà nó dễ chăm sóc đó, mình thích không? Ai mà ba má nó phone tới nói là con bận đi chợ, con nhờ bác giữ giùm, trời ơi thằng nhỏ này nó dễ lắm, là mình nhận liền. Còn đứa nhỏ nào mà trời đụng tới nó là nó khóc, nó ré, nó khó ăn, khó dỗ, sợ lắm, không dám giữ. Nhiều khi cháu ruột mình còn ngán chứ đừng nói giữ cháu người ta. Một đứa con nít thôi, huống chi là một người bệnh. Cho nên nếu mình là một người bệnh muốn được chăm sóc, nghe lời Phật một chút đi. Thứ nhất là nên làm việc cần làm. Thứ hai là phải biết vừa phải cái sức khỏe của mình để mình làm. Thứ ba
là phải tập quen dần cái dùng thuốc. Ai muốn uống thuốc đâu, mà bây giờ bệnh thôi uống thuốc chứ. Ở đây có người nào sáng ngủ dậy uống khoảng chừng chục viên thuốc không? Nhiều khi một ngày mấy chục viên, sáng trưa chiều chưa đều ra uống. Rồi thứ tư là gì? Là phải nói cho người ta biết về những cái sự thuyên giảm, những cái triệu chứng bệnh tình của mình mà không nên giấu giếm. Thứ năm là mình phải chịu được cái sự bệnh. Bệnh là khổ à. Mà người ta, cái tiếng trong miền Nam á, ta kêu đau. Thay vì chữ bệnh ta kêu đau, bữa nay nói đau rồi. Thưa năm cái đó. Còn nếu như một người nào mà được cái đó thì mình sẽ được người ta chăm sóc dễ dàng. Cho nên mình một cái người bệnh á, tập dễ. Bây giờ muốn dễ á, đừng đợi tới bệnh mới tập nha. Ngay bây giờ, thí dụ trước hết, lỡ đi đâu sơ ý quẹt chân đụng vô một góc tường, đừng có xây qua. Ai để cái bàn khó ưa, bình thường ta để đó mình đi không sao hết đó. Mà bữa nào mình đụng cái xây qua chửi cái người để cái bàn. Còn thôi mình dạy mấy đứa nít đó, nó đau đó. Vậy hả con, để bà ngoại đánh cái bàn này cho con. Nó hư quá, cái bàn này hư quá. Tập nó riết cái mai mốt là ai đang đứng mà nó lỡ nó đụng hư quá, đứng gầm chỗ tôi nó sáng tôi bóp. Có chuyện nhến nha. Cái đó là mình tập cho nó đó. Mà cái đó không phải bệnh nữa mà tật. Bệnh được chữa nha, mà tật là khó chữa à. Cho nên thưa đại chúng, cái gì mà trở thành một cái thói quen không chữa được thì gọi là nghiệp. Cái gì mà thành một thói quen là nghiệp. Nhưng mà mình phải tập mình thành cái nghiệp tốt đi. Bình thường á, ăn uống tập dễ dãi nè. Lỡ đụng độ một cái gì đó, hỷ xả, đừng có khó chịu, đừng có gắt gỏng. Phải tập cái đó ngay bây giờ, để mai mốt mình già mình bệnh á, cái đó nó thành ra cái thói quen á, nó không có chiêu, nó không có dẫn mình đi. Tại vì hiện bây giờ mình tập riết nó thành cái lực á, mai mốt mình già chống không được nó. Bây giờ mình còn khỏe, cái đầu mình nó minh mẫn, nó có những cái mình kèm được. Khi mình già rồi có những cái mình kèm không được. Pháp Hòa thưa đại chúng, Pháp Hòa ví dụ á, cái người già rồi á, cái đường tiêu tiểu á, mình không có còn dễ mà mình kèm liễm nó như hồi mình còn trẻ đâu. Cho nên cái người già nhiều khi mất tiểu ra là họ tiểu liền. Mất tiêu là họ tiêu liền, bởi vì họ không đủ sức để họ kèm chế nó nữa. Đó, mình nói trong cái thân thể mình thì tâm thức của mình hàng ngày cũng vậy. Ví dụ như mình có cái tật hở một chút nói, hở một chút nói, tập cái đó đi, riết nó quen á, mai mốt á, về già nói còn dữ nữa. Cái tập nghiệp á, phải không? Có nhiều khi đi vô ra nói mình vậy đó, cái thằng đi tới giờ này không về. Đó, coi nó để dép dài vậy đó, cứ lãm nhảm nói hoài cả ngày, thành cái thói quen rồi. Cái đó Phật gọi là nghiệp. Cho bây giờ á, mình phải tập ngay bây giờ trong khi còn khỏe, tập sống dễ dãi. Và thưa đại chúng, nó có một cái công thức vậy nè. Mình mà sống dễ, mai mốt ra đi dễ. Cho nên á, trong năm cái phước của một con người, có một cái phước cuối cùng gọi là thiện chung. Thiện chung là chết tốt. Nhưng mà mình muốn được thiện chung thì phải gì? Thiện sanh. Thiện sanh là sống tốt. Vậy thì quý vị rõ năm điều đó chưa? Năm điều mà Phật dạy nếu mình là một người bệnh phải hợp tác, năm cái đó. Rồi bây giờ cái người nuôi bệnh nè, Phật dạy người nuôi bệnh có năm điều. Nếu là một người nuôi bệnh, thứ nhất là người này phải có khả năng biết pha chế thuốc. Tức là họ biết về thuốc. Như hồi nãy trước khi đi ra đây thì trong gia đình á, sắp xếp là mấy chị em đi hết. Thì sắp sửa ra cửa thì có một người chị vô nói là ồ má bây giờ bắt đầu lên sốt. Thì một người chị nói thôi vậy con xin ở nhà, tại vì con là người biết thuốc thì con mới có thể lấy thuốc cho má con uống được. Đó, nếu mình là một người chăm sóc một người bệnh thì mình phải biết vấn đề thuốc thì mình mới có thể chăm sóc được. Còn ngược lại mình không biết thì không thể chăm sóc người bệnh. Thứ hai là mình phải biết điều cần làm và không cần làm, để và chỉ làm những việc gì để điều trị cho người bệnh.
Thí dụ bây giờ mình là một chăm sóc một người bệnh, mình phải biết cái cách sóc cái người đó lên, làm sao mà họ không bị gãy lưng. Mình không biết á, là họ gãy lưng mà mình cũng trẹo lưng, tại vì mình không biết cách làm. Cho nên mình muốn chăm sóc một người bệnh, mình phải có những cái công thức. Cho nên ở đây á, nếu ai mà đem cha mẹ về nhà chăm sóc là y tá, họ chỉ cho mình cái cách, cái cách dẫn, dẫn cái, đưa cái người bệnh ngồi dậy như thế nào, để họ nằm xuống như thế nào mà họ không khó chịu. Ở đây ai mà vô bệnh viện mà thăm bệnh á, quý vị thấy á, ở trong bệnh viện họ có cái cách gọi đầu cho người bệnh rất là hay. Họ có cách thay cái ra giường rất là hay. Họ không cần phải ẩm qua bên này bên kia, họ có cái cách của họ thay một cái ra giường rất hay, rất gọn. Một ngày thay bao nhiêu lần cái ra giường, chứ không phải là một ngày thay lần đâu, mấy lần luôn. Rồi 2-3 ngày là họ gọi đầu cho người bệnh một lần, mà họ có cái cách gọi đầu của họ. Tại vì Pháp Hòa vô trong bệnh viện thường lắm, những người mà bệnh, những người đang hấp hối, tất cả những cái hình thức họ cần là mình đến. Cho nên Pháp Hòa ở trong đó mà biết, thấy những người y tá họ làm rất là thiện nghệ. Cho mình chăm sóc một người bệnh, mình phải có cái kỹ thuật đó. Cái thứ ba là gì? Cái quan trọng này nè. Thứ ba là mình phải chăm sóc người bệnh bằng cái tâm từ bi của mình. Cái đó quan trọng lắm. Làm bất cứ việc gì trong đời này mà không có tình thương mình làm không được. Thí dụ quý vị lặt một cọng rau cho người thân mình nấu cơm ăn thôi, cái cách mình lặt rau khác. Còn mình đang bực bội có cách mình lặt rau khác, mình ngắt rau giống như mình đang nhéo cái người đó vậy đó. Rồi mình giục cọng rau xuống, cái cọng mình vừa bực bội vừa ngắt rau giục xuống. Còn lúc mà mình tình thường mình vui vẻ là chăm sóc từng cọng rau hạnh phúc lắm. Mà còn bữa nào mình bực coi, rồi cái cách mình dọn cái chén ăn cơm, mà bữa nào mình bực nữa đó ha, bình thường vui vẻ đó, anh ơi, mấy đứa nhỏ ơi, ăn cơm con. Mà bữa nào bực coi, mấy cha nội xuống ăn cơm. Và còn bữa nào mà nói sốc câu nữa nha, trời ơi ăn lẹ đi, tôi hầu hoài mệt quá. Bình thường là sao? Con rất hân hạnh được hầu. Vân vân. Cho nên đó, thưa đại chúng, là phải làm bằng tâm từ. Ví dụ như mình cho một người bệnh uống thuốc á, thay vì mình lấy cái viên thuốc đưa người bệnh khơi khơi á, Pháp Hòa đề nghị này. Thí dụ quý vị lấy thuốc xong, quý vị gửi một chút năng lượng bình an của mình vô đó. Ai biết niệm Phật Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nếu mình không biết, khởi tâm cầu nguyện. Cầu nguyện cho người bệnh uống thuốc này vào được tiêu trừ bệnh tật, thân tâm an vui. Thay vì mình đưa khơi khơi không nói gì hết, hoặc là mình nghĩ đông nghĩ tay, bây giờ cầm viên thuốc lên và hãy đem tất cả sự chánh niệm, tình thương, năng lượng bình an, từ bi của mình vào trong viên thuốc đó. Cứ ngày một chút, một ngày một chút đi. Mình chăm sóc một người bệnh bằng sức chưa đủ, phải chăm sóc họ bằng tâm lực của mình. Thí dụ mình bước vô, mình chăm sóc một người mẹ, người ba hay ai đó, người thân của mình bằng cái sự vui vẻ, họ cảm nhận được đó. Mà mình chăm sóc là tại vì mình phải chăm sóc thôi, họ cũng cảm nhận được đó. Nhiều khi họ nói nhẹ, thôi không sao đâu, thôi mẹ tự lo, ba tự lo, hay là anh em tự, tại vì họ cảm nhận được cái sự mệt mỏi của mình. Cho nên mình phải có cái nghệ thuật chăm sóc. Ví dụ một người bệnh dài hạn, đừng nên dồn cục lại, phải chia ra một người mấy tiếng hay một người một ngày. Vì dài hạn thì chúng ta cần phải có thời gian. Mà nếu ai cũng dồn lại hết cũng đâu có làm được gì, cũng ngồi đến ngó người bệnh thôi, mà mòn mỏi đến khi mà cần hết cả nhà mình không đủ sức. Cho nên khi mình biết người thân của mình bệnh dài hạn, thì trong gia đình phải điều phối cái chuyện giờ giấc, người nhân sự, để làm sao mà chúng ta chăm sóc một cách hài hòa. Người bệnh cũng cảm nhận được sự dễ chịu, và mình cũng vui vẻ khi mình chăm sóc. Thưa đại chúng, mới đầu mình hoan hỷ lắm, nhưng mà con người ngủ không đủ, quá mệt mỏi là cũng dễ nổi quạo lắm. Và từ cái tình thương chăm sóc người bệnh, đâm ra nhàm chán mỏi mệt. Không phải mình muốn, nhưng mà do cơ thể, thân xác của mình nó mòn mỏi, thì những cái tâm lý khó chịu, bực bội, câu có nó sinh, và nó làm cho người bệnh cảm nhận được điều đó. Cũng không nên. Có nhiều người á, họ cảm nhận được thì nó thôi,
tôi muốn chết cho rồi, tôi không muốn sống làm phiền con cháu của tôi, vân vân. Vì vậy cho nên á, một cái người chăm sóc người bệnh không phải chỉ chăm sóc ở mặt hình thức không, mà phải tâm lý. Thưa đại chúng, bệnh nó có hai dạng, một là thân bệnh, hai là tâm bệnh. Mà nhiều khi cái thân bệnh ít mà cái tâm bệnh thì nhiều. Mà cái tâm bệnh đó thì phải chữa bằng tâm lý, phải chữa bằng tâm lý. Còn có một loại bệnh nữa là nghiệp bệnh. Mà nghiệp bệnh thì thuốc chữa không được, tâm lý chữa không được, mà sám hối cầu phước. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng có thể trở thành một bác sĩ, một y tá, nếu chúng ta có tấm lòng. Thí dụ hàng ngày trong cuộc sống của mình, mình muốn nói ai một điều gì, mình phải coi trước coi sau, thời điểm này có nên nói không. Họ đang bệnh mà mình nói chi những cái điều đó cho họ nghe, họ sốc bệnh thêm. Cho nên đó, mình muốn nói ai một điều gì, dù điều đó rất thật, nhưng mình phải quan sát cái tâm bệnh của họ đang như thế nào. Đừng có nói chi mà cái chuyện gọi là người bệnh nghe. Ngay cả con cái của mình á, mình muốn rầy nó đó, mình phải để ý là lúc nào mình rầy được. Tại vì mình rầy không đúng lúc đó, nó quật ngược lại mình. Hoặc là mai mốt nó thấy mình vô lý, nó không nghe. Ví dụ mình la nó trước mặt bạn nó là không được. Muốn gì muốn đợi bạn nó về đi rồi nói chuyện với nó. Mình tỏ vẻ trước mặt bạn nó. Ở đây mấy đứa nhỏ nó hay tự ái và nó hay như vậy. Đừng có nói. Nó đến cái tuổi 13, 14 tuổi đó, nó không thích mình ôm ấp nựng nịu nó trước mặt bạn nó. Nó không thích mình chở nó đi tới trường mà thả nó xuống ngay trước trường nó, bạn nó thấy nó mắc cỡ nè. Mà nó nói là mẹ phải, ba phải bỏ con ở một block đằng kia con đi bộ tới, vì nó sợ bạn nó chọc nó, con lớn rồi mà còn ở trong vòng tay của cha mẹ. Cho nên đó là những cái tâm lý của con nít ở đây. Ví dụ như bây giờ nó đi chơi, mình dặn nó con đi về trễ, con chỉ cần một cái phone con gọi về cho mẹ thôi. Rồi mình ở nhà mình cứ lo lắng, mình gọi tới tấp. Gọi tới tấp thì bắt đầu nó bực. Nó bực mà nó, một là nó cúp phone, mà nó cúp phone là mình bực. Nó hổn, mình thấy nó hổn, nó bực cúp phone mà nó bắt cái phone, nó nói mắm, sao mắm gọi hoài vậy, mình càng đau lòng hơn nữa. À, thành thử ra đó là những cái tâm lý. Có nhiều khi Pháp Hòa muốn rầy một cái chú đệ tử ở trong chùa, mà bước xuống mà thấy đang học bài là Pháp Hòa đi lên. Tại vì mình rầy không đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến sự học hành của một đứa nhỏ. Rồi phải nuốt cái cục giận lên đi. À, nuốt cục giận đi lên rồi biết đâu chừng mình ngồi mình hít thở một hồi cục giận nó tiêu. Rồi mai mốt cần nói, Pháp Hòa sẽ nói, mình nói ở một cái trường hợp khác. Trời ơi, con nít ở đây mà quý vị thấy nhiều khi chỉ cần nói sơ là bắt đầu mình thấy nó đổi sắc rồi đó. Hồi nãy nó đang thành thiên tiên nữ, mình nói một hai câu là nó đổi sắc, nó xuống từ cõi trời xuống cõi phàm. Đâu phải giỡn đâu. Mà ở đây là con nít là lúc nào nó cũng có quyền ở trong tay. Nó có cái kim bài miễn tử là 911. Con nít ở đây nó có cái kim bài miễn tử, phải không? Nó chỉ cần bắt cái phone lên 911 thôi, hoàng thượng sai người tới liền. Không cần biết mình đúng sai, binh vực con nít trước cái đã rồi tính. Đó cho nên làm đó là một, đó là những cái hình thức mình chăm sóc cho nó cơm ăn áo mặc không chưa đủ, mình phải tâm lý nó nữa. Mình phải tâm lý nó nữa. Cho nên mà cuộc sống ở đây á, tại sao con người người ta bị depressed, bị stress nhiều là tại vì người ta sống mà thiếu cái sự tâm lý thông cảm với người xung quanh. Đi làm ở trong hãng quá nhiều cái áp lực, về nhà vợ con thiếu thông cảm, không thể chia sẻ được với ai, ôm ấp lâu ngày nó thành ra những cái bệnh trầm cảm. Có những đứa nhỏ nó đang vui vẻ hoạt bát, nó đang đầy những cái mơ mộng, nó bị sụp đổ bởi tình bạn của nó hay những cái gì nó tin tưởng ở trong trường. Nó từ đó nó trở thành những đứa trầm cảm, không nói, không cười, không liên lạc, không gì hết. Khổ lắm. Cho nên ở đây mình nuôi một đứa con á, mình nuôi nó bằng cơm ăn áo mặc rất dễ. Nhưng mình nuôi mà cái tâm hồn, cái đạo đức cái ta của nó, đời sống và tâm lý của nó rất khó.
Tại vì đôi khi mình không hiểu hết nó. Và thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng là bác sĩ, cũng là y tá, mà ngược lại, trong chúng ta cũng có thể trở thành những người bệnh nhân. Chẳng hạn như cách đây mấy tuần, chúng ta cũng có nghe những nhà tâm lý học mà mắc bệnh. Và Pháp Hòa ở bên chùa, Pháp Hòa gặp mấy vị đó nhiều lắm. Họ vô, họ nói chuyện với mình thôi, họ mới nói thiệt, họ nói họ là bác sĩ tâm lý, họ là social worker, nhưng mà họ đã có một quá khứ đau khổ, sau đó họ đi làm cái nghề này, rồi họ mỗi ngày phải nghe biết bao nhiêu cái đau khổ của những đứa nhỏ mà nó có cái tình cảnh tương đồng với họ, những cái quá khứ của họ trở lại và làm cho họ đau khổ. Cuối cùng bác sĩ tâm lý đi tìm bác sĩ tâm lý khác, rồi ông bác sĩ tâm lý khác chỉ lên cái chùa, nói ông lên chùa đi, ở trên chùa người ta có thiền, người ta dạy. Thưa đại chúng, là vì vậy cho nên á, Đức Phật, tại sao Đức Phật dạy chúng ta một cái phương pháp xả? Xả là gì mà cần phải học? Xả là khi chúng ta đừng dính mắc. Tại vì khi chúng ta dính mắc chấp trước là tự động chúng ta mang rước cái khổ tâm mỗi ngày. Cho nên á, khi mình đến với đạo Phật là không phải mình đến với một đạo giáo, mà mình đến với một phương pháp trị liệu thân và tâm bệnh của chúng ta, đặc biệt là tâm bệnh. Cái thứ tư mà người bác, cái người chăm sóc người bệnh đó, là không có sanh cái tâm gớm nhờm. Mình đổ những cái thứ dơ, mình gớm thì mình sao mình làm được cái người chăm sóc người bệnh. Quý vị thấy y tá không? Không bao giờ mà họ vô họ đổ một cái bồn tiểu hay cái gì của mình họ nhăn mặt hết á. Họ làm rất bình thản. Mà nhiều khi mình thấy mình sợ. Không phải là vấn đề nước tiểu, mà nhiều khi mình thấy dây máu, dây đồ vậy, mình thấy mình còn sợ. Mà họ làm rất bình thản. Họ phải có cái tâm đó, họ phải có được cái thái độ đó, thì họ mới có thể làm cái nghề. Bây giờ người mình chăm sóc người bệnh của mình thì đừng có khởi cái tâm gớm nhờm. Cái thứ năm đó là mình phải có khả năng khuyến khích, an ủi, hay nói cách khác là nói Phật giáo, nói pháp thoại cho người đó nghe. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ bệnh, mà mình vô mình nói toàn là những điều tiêu cực và chưa gì hết. Cho nên đó, mình phải có khả năng an ủi người ta. Bác ơi, bác đừng có lo nha, ở đây hay lắm, bác sĩ có thể giúp cho. Thôi bác sống tới tuổi này chết vừa rồi. Trời đất ơi, mình đi vô mình thăm bệnh, mình vô mình chăm sóc, mà chăm sóc đâu, an ủi đâu, chưa thấy mà phán cho người ta. Đặc biệt là cái người sợ chết nha. Có nhiều người ta sợ chết. Sao? Mỡ chết chôn phải thiêu, muốn thầy nào tụng. Cái chuyện nó chưa tới. Cho nên Đức Phật dạy bướng chăm sóc một người bệnh đó, chúng ta có 5 phần. Mà ngược lại những cái đó là người không có khả năng chăm sóc cho người bệnh. Và Đức Phật dạy trong kinh đó, có 5 điều người bệnh nhân cần nên làm để có thể gọi là một người bệnh nhân dễ có thể chăm sóc. Ngược lại 5 điều đó thì gọi là một người bệnh nhân khó chăm sóc. 5 điều mà một người bệnh có thể chăm sóc, có khả năng chăm sóc cho người bệnh. Và nếu ngược lại những điều này thì mình không có khả năng chăm sóc cho người bệnh. Thì thưa đại chúng, Đức Phật là một người thầy, một con người như chúng ta. Nhưng ở nơi Ngài có một cái nhận biết sâu sắc về mọi cái hành vi tâm lý của con người, mà Ngài đề xướng những cái đó để chúng ta thực tập. Thật sự ra về Tây Phương Cực Lạc đâu thì chúng ta chưa biết, nhưng mà ngay trong đời sống này, nếu chúng ta sống mà chúng ta trọn vẹn cái tình nghĩa với nhau, đặc biệt là lúc già khi bệnh, thì đó là chúng ta trọn vẹn một cái đạo căn bản nhất, đó là đạo làm người. Còn cái chuyện đạo làm tiên, đạo làm Phật, Phật đạo tiên đạo gì đó tính sao. Và trong như hồi nãy Pháp Hòa thưa là có 8 cái công đức mà mình có thể làm được và chăm sóc một người bệnh. Mà những vị nào mà thọ Bồ Tát giới đó,
Ai mà thọ Bồ Tát giới, trong đó có một cái giới là thấy người bệnh, biết người bệnh mà không chăm sóc là cũng phạm lỗi đó. Có thấy biết người bệnh là mình phải chăm sóc bằng mọi cách. Thí dụ mình không tới thăm được, phải bắt phone thăm viếng an ủi. Nếu mình không thăm viếng an ủi được á, mình còn phải làm gì nữa? Còn phải gửi một gần. Có nhiều khi mình phải xin cái tên để cầu nguyện cho họ. Thật sự ra đó, mình biết một điều là tất cả ai cũng phải lánh cái phần của mình. Nhưng cái tâm niệm an lành mà chúng ta gửi cho người khác, nó cũng có cái năng lượng như thường. Quý vị để ý á, một cái người mà người ta có một cái năng lực mạnh á, người ta nhiều khi người ta chỉ cần cầm tay mình thôi, mình cũng cảm nhận được sự bình an của người đó. Nếu một người đó họ có nhiều cái phiền não bực bội, nhìn con mắt người ta mình cũng có thể cảm nhận ra họ đang phiền não bực bội. Nhìn cái cách sống, cách đi người ta mình cũng cảm nhận được. Cho nên cái năng lượng bình an của mình rất là cần. Nếu chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống, và đặc biệt nếu ai có một người con nóng nảy, tánh tình hay la hét, mấy đứa nhỏ nó có một cái bệnh ở đây, thở chút nó la hét sùm đó, quý vị mỗi lần như vậy đó phải ôm ấp nó, gửi cái năng lượng bình an với nó, đừng hét lại nó, không bao giờ có tác dụng. Giống như ở đây có một cái cách đó là họ một đứa nhỏ đó, khi nó violence đó, thì người ta đưa cái gối cho nó đập, cho nó đánh, nó đánh đến khi nào nó thỏa mãn cái cơn bực bội nó thôi. Nhưng mà cái cách đó không có bền, không có tốt. Nó thỏa mãn lúc đó nhưng mà nó tăng trưởng cái sự giận tức của nó, tại vì nó thỏa mãn bằng cách nó đánh người khác. Cho nên quý vị thấy một đứa nhỏ khi nó ngủ nó giật mình á, mình ở phòng kế bên mình nghe được cái mình chạy qua, thì mình làm việc gì? Ôm nó, dỗ nó, không có sao đâu con, có bà ngoại đây, có mẹ đây, không có sao hết. Cho nó sự gì? Sự bình an là nó có người xung quanh. Thì mình cứ lấy cái tâm lý đó mình dùng chung đại khái cho nhiều cái trường hợp như vậy. Khi một con người họ đang trong cơn khủng hoảng, có một người khác tới, họ yên tâm liền. Ví dụ có một người thân sắp mất, họ hoảng lắm, họ không biết phải làm gì. Tự nhiên ở đâu xuất hiện một Phật tử thuần thành: cháu yên tâm, ba cháu hay mẹ cháu có chuyện gì bác sẽ giúp đỡ cho. Bây giờ con phải làm này từng bước, tự nhiên họ yên ra, họ nói có người giúp đỡ cho. Đó tâm lý. Ngày hôm qua Pháp Hòa, hôm Chủ nhật Pháp Hòa đi 1.5 tiếng từ chùa Pháp Hòa đến cái thành phố nhỏ đó để Pháp Hòa làm lễ Phật đản cho Phật tử ở vùng đó nhỏ thôi. Thì khi đến đó thì có một Phật tử chạy tới nói có một gia đình người Trung Quốc ở đây có người thân mới mất, mà bây giờ họ đang hoảng hốt lắm, họ không biết họ phải làm gì. Thì thầy có thể giúp được không? Pháp Hòa nói không sao đâu, chú cứ cho cái số phone mấy thầy đi, rồi họ gọi nói chuyện. Thì ổng bắt cái phone, ổng lấy cái phone, ổng gọi liền. Thì Pháp Hòa nói chuyện với người con trai: các anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho các anh đàng hoàng. Mặc dù mình biết đường rất xa, cách 1.5 tiếng, và cũng có thể họ không cần tới mình, nhưng mà trong lúc họ đang khủng hoảng này, mình hãy là cái người cho họ một cái điểm bình an. Họ yên tĩnh rồi, họ biết họ sẽ làm gì. Sau khi họ yên tĩnh lại một ngày, họ biết là có mình bắt ắp rồi, thì họ yên tĩnh rồi, họ biết là họ là người Trung Quốc, họ có cái lễ nghi của người Trung Quốc, họ không cần mình cũng không sao. Nhưng mà trong lúc đó mình đã làm một cái việc là cho họ một cái điểm tựa. Cho nên chính bản thân mình đôi lúc mình cũng rơi vào một cái cơn khủng hoảng như vậy, mà có một người nào đó cho mình cái điểm tựa thì mình vui lắm, an ổn lắm. Thì mình cũng làm điều đó với tất cả mọi người, và đặc biệt là người bệnh. Cho nên đó, mình chăm sóc cho ai, có thể những người đó thân bệnh hoặc là những người đó tâm bệnh, thì chúng ta phải đến với người đó bằng tất cả tình thương của chúng ta. Và chỉ có tình thương mới làm được tất cả. Thưa đại chúng, người mẹ có tình thương cho người con, cho nên mình sẽ thấy người mẹ nằm chỗ ướt để con nằm chỗ ráo, giặt đồ dơ của trẻ không phiền, tại vì tình thương của người mẹ là như vậy. Hay ngược lại, nếu một người con chăm sóc cho cha mẹ
dù phải dơ giấy như thế nào, người con vui vẻ là vì người con có tình thương ở trong đó. Một y tá đó, quý vị biết không, y tá đó, họ cũng dễ bị stress lắm đó, tại vì họ chăm sóc người bệnh, đôi khi người bệnh khó quá. Thì ở bên đó thỉnh thoảng á, họ mời Pháp Hòa vô nói chuyện với y tá. Mà khi mình nói chuyện với y tá là không có lấy cái giờ đi làm của họ à. Thí dụ hôm đó họ làm 8 tiếng thì bệnh viện đó phải cho họ làm 7 tiếng rưỡi thôi. Bà nửa tiếng còn lại là dành để họ nghe Pháp Hòa nói chuyện, tức là lấy cái giờ làm việc của họ, chứ không phải 8 tiếng rồi là họ phải ngồi đó họ nghe đâu. Không có, phải lấy cái giờ của họ. Thì thường Pháp Hòa vô gặp y tá và cho làm gì biết không? Một là đi ngủ. Ngủ là sao? Quý vị đi thiền, mà không phải là thiền ngồi mà thiền nằm. Hoặc là quý vị dựa lưng vô trong vách, kiếm mỗi người một góc đi. Tôi sẽ hướng dẫn quý vị thở, và quý vị sẽ đi sâu vào trong giấc ngủ 5-10 phút để quý vị relax cái tinh thần của mình. Rồi sau đó Pháp Hòa kể cho họ nghe một câu chuyện liên quan đến chăm sóc, từ bi vân vân. 30 phút họ sẽ bình an trở lại, và họ thấy được cái con đường họ đi. Ngày hôm sau họ trở lại làm việc, vì họ là những người Bồ Tát phát nguyện, chứ trên đời thiếu gì việc làm. Mà làm chi cái nghề mà dơ giấy, phải chăm sóc người bệnh hôi hám, mà rồi còn bị la bị rầy bởi những người bệnh nữa. Thật sự họ làm kiếm tiền họ sống, nhưng mà họ phải có cái tình thương lớn họ mới làm được. Cho nên Pháp Hòa vô bệnh viện và thương mấy người y tá, mấy người bác sĩ đó, thấy tội. Ngoài cái chuyện làm họ kiếm tiền họ sống ra, họ cũng phải có cái lòng ở trong đó mới làm được. Mình phải vô trong đó thỉnh thoảng mình an ủi họ. Cho nên lâu lâu mà họ không thấy Pháp Hòa, cái là họ được Pháp Hòa đi vô, cái họ nói đi đâu lâu quá không thấy, vân vân. Thì bây giờ hôm nay nhân cái dịp Pháp Hòa về đây để mà hộ niệm cho một vị bệnh, và thấy sự chăm sóc của gia đình cho một người bệnh, thì Pháp Hòa nhớ trong kinh Phật có nói mấy bài kinh về chăm sóc người bệnh. Thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một cái duyên khởi là không có ai chăm sóc người bệnh thì Đức Phật chăm sóc. Có một cái điều nữa, khi Đức Phật đích tay Ngài đi lau cho cái vị tỳ kheo bệnh đó, thì các thầy mới nói bạch Đức Thế Tôn, để chúng con làm, thầy là thầy, thầy đừng làm việc này. Quý vị biết Đức Phật trả lời sao? Mặc dù tôi là thầy, nhưng tôi cũng không từ bỏ dù một phước rất nhỏ để mà làm. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy chớ khinh điều ác nhỏ mà cứ làm, ác nhỏ làm lâu ngày thành ác lớn. Chớ khinh điều thiện nhỏ cứ làm, lâu ngày thành thiện lớn. Có phải không? Bây giờ quý vị, thí dụ bây giờ mỗi ngày gặp nhau mô Phật, mô Phật thôi, mà mô Phật riết á, mai mốt nó thành đại Phật. Còn mình không mô Phật thì ê quỷ, yêu tinh gì đó vân vân. Thành thử ra cái gì cũng do chúng ta huân tập. Nếu chúng ta không có huân tập thì không bao giờ chúng ta thành thục được. Để ý, cắm hoa, may vá, bất cứ việc gì trong đời này phải do huân tập. Huống chi là cái tu, mà đặc biệt là cái tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta huân cái xấu thì nó sẽ thành ra một cái xấu kỳ đặc, mà đến khi chúng ta mất, cái đó nó đẩy chúng ta đi. Mà nếu chúng ta huân những cái thiện thì cái thiện nó đưa chúng ta đi. Cho nên ai mà tới hộ niệm cho mình đó là người ta trợ duyên đẩy thêm thôi, chứ còn tự thân mình đã có thiện để mình đi vào. Thôi thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng qua một cái bài kinh nói về sự chăm sóc cho người bệnh. Và đại chúng mới thấy rằng muốn chăm sóc người bệnh phải biết thuốc, phải có tâm từ, không có gớm nhòm, phải biết khuyên lơn người ta và biết người ta khả năng làm tới đâu để chúng ta có thể giúp đỡ được. Mà nếu ngược lại chúng ta là một người bệnh thì phải nhớ 5 điều dễ dãi một chút. Hợp tác với người ta một chút. Muốn hết bệnh mà không hợp tác thì khó mà hết bệnh được. Và nếu lâu ngày người ta chán mình, người ta bỏ mình, rồi lúc đó ngồi mình khóc ha. Thì xin cảm ơn đại chúng, và đặc biệt là con kính biết ơn
Ngài viện chủ ở đây cũng như chư tăng quý Phật tử ban hộ trì ở đây đã tạo duyên lành cho chúng con được gặp nhau chiều hôm nay để cùng nhau nhắc lại một bài kinh do Đức Phật chỉ dạy để chúng ta, để chúng con khuyến tấn, nhắc nhở chúng con trên bước đường tu hành cũng như là tạo những cái duyên phước trong cuộc đời này của chúng con. Kính nguyện Tam Bảo hằng gia hộ cho quý ngài cũng như quý vị thân tâm được an lạc, sở nguyện được viên thành. Nam mô. Kính bạch thượng tọa, qua cái bài pháp hiểu hết sức là cần thiết, hết sức là cụ thể từ những cái lời dạy của Đức Phật để truyền đến tất cả cho chúng con. Bởi vì trong cuộc đời này ai lại không hoàn khổ, rồi ai lại không phải được chăm sóc hoàn năng. Những cái lời mà tác hoại của thần đoàn thật là cao cả. Biết cho chúng con hiểu được, và biết là chúng ta thì không ai là không bệnh, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị chăm sóc người bệnh và cũng tự chăm sóc mình theo đúng như là Phật dạy mà thần đoàn đã trao cho chúng quý vị. Và biết là những quý vị trong cái gia đình của bà đã bị lắm thì cũng học hỏi chăm sóc tốt hơn. Chúng tôi cũng đến thấy chăm sóc của bà rất tốt, và chúng tôi nghĩ rằng của bà có chuyện với trước kia thì hôm nay chúng con làm đứng tri ân cảm tạ ân đức của thượng tọa đã quan tâm, đã ban pháp hội cụ thể cho Phật tử chúng con ở chùa Giác Bất Tinh nói riêng, nhưng mà cho Phật tử nói chung chúng con quyết tâm tán thán và kính chúc